Toan tính càng nhiều, khổ đau càng lớn. Toan tính là trở ngại lớn nhất cho sự thăng hoa của phẩm cách. Những người toan tính thường ích kỷ, dẫn đến vòng luẩn quẩn của cuộc đời và ngày càng xấu đi. Lý do tại sao một người hạnh phúc không phải vì anh ta sở hữu nhiều thứ, mà vì anh ta ít toan tính hơn. Vào triều đại nhà Tống, Lý Sĩ Hành đảm nhận chức vụ tại Viện Hàn Lâm. Trong một lần ông phụng mệnh triều đình đi sứ sang Triều Tiên, có võ tướng Dư Anh đi theo cùng phụ tá. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Lý Sĩ Hành hoàn toàn không quan tâm để ý đến những vật phẩm mà Triều Tiên biếu tặng. Ông ủy thác lại tất cả cho Dư Anh xử lý. Lúc lên thuyền trở về nước, Dư Anh thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước, nên lo lắng rằng những vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt hết. Thế là ông bèn lấy toàn bộ tơ lụa gấm vóc của Lý Sĩ Hành được tặng, đem lót ở đáy thuyền, sau đó đặt những thứ của mình lên để tránh bị ẩm ướt. Khi thuyền đã ra giữa biển khơi rộng lớn, thì đột nhiên sóng gió nổi lên, như thể muốn nhấn chìm con thuyền của họ. Lúc ấy con thuyền lại quá nặng, nên tình hình lại càng trở nên nguy cấp hơn. Không còn cách nào khác, thuyền trưởng vội vàng thỉnh cầu Dư Anh vứt bỏ những vật phẩm đó đi để thuyền nhẹ bớt, nếu không thì thuyền lật mọi người sẽ gặp nạn. Dư Anh lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, bèn vội vàng vơ những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển. Khi số vật phẩm bị ném xuống nước ước chừng khoảng một nửa thì sóng gió ngừng lại, thuyền cũng ổn định lại và họ đã thoát nạn. Về sau Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm trên thuyền thì mới phát hiện ra những thứ ném xuống biển toàn bộ là những vật phẩm của mình. Những tặng phẩm của Lý Sĩ Hành, bởi vì chất đống ở dưới đáy thuyền để lót, cho nên hoàn toàn không bị mất mát chút nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi. Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ không hề giống nhau. Lý Sĩ Hành bởi không quan tâm chú ý, kết quả hoàn toàn chẳng bị mất mát gì. Còn Dư Anh thì hết sức để ý, và kết quả lại hoàn toàn chẳng được gì. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta không phải là quan tâm đến thật giả, được và mất, danh lợi, cao thấp, giàu nghèo, mà là làm sao để sống hạnh phúc và khám phá thi vị của cuộc đời. Nếu tâm toan tính, so đo thiệt hơn, thì khắp nơi đều là phiền toái mệt mỏi. Nếu tâm hồn thoải mái, thì bốn mùa đều là mùa xuân.